Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 29 tháng 8 năm 2023, nông dân chào giá nhích nhẹ. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn ổn định trong những ngày gần đây. Theo các thương lái, sát lễ, lượng gạo nguyên liệu về ít, các bến vắng ghe gạo về, giá gạo các loại bình ổn, lúa thu đông giao dịch mới có lai rai. Giá lúa nông dân chào có xu hướng nhích nhẹ, lúa hè thu gần cạn nguồn. Tại An Giang, nếp An Giang 7.001 tới 7.003, nếp Long An 7.004 tới 7.006, OM 380 7.500 tới 7.008, IR 504 7.008 tới 8.000 đồng, nàng hoa là 7.008 tới 8.002, đài thơm 8 là 8.002 tới 8.004, OM 5451 8.000 tới 8.003, OM 5451 Campuchia 8.000 tới 8.001, OM 18 giá 8.000 tới 8.004. OM 4900 7.600 tới 7.900. Tại Kiên Giang, IR 504 7.600 tới 8.000 đồng. OM 380 7.600 tới 7.800. Đài thơm 8 8.200 tới 8.400. OM 5451 8.000 tới 8.300. OM 18 giá 8.000 tới 8.300. Nàng hoa là 7.800 tới 8.200. RVT là 7.800 tới 8.100. DS1 7.800 tới 8.200. ST 21 8.000 tới 8.001, ST 24 25 8.000 tới 8.004, OM 2517 7.500 tới 7.007, Blue Jasmine 8.000 tới 8.003, Trabonica 8.000 tới 8.003. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 7.600 tới 7.008, IR 504 7.007 tới 8.000 đồng, nàng hoa là 7.008 tới 8.002, đài thơm 8 8.002 tới 8.004. OM 5451 8.000 tới 8.003, OM 18 8.000 tới 8.004, SD 21 8.000 tới 8.001, SD 24 25 8.000 tới 8.004, Jasmine 8.000 tới 8.003, Trabonica 8.000 tới 8.003. Tại Đồng Tháp, OM 380 7.500 tới 7.008, IR 504 7.008 tới 8.000 đồng, đài thơm 8 8.002 tới 8.004, OM 5451 8.000 tới 8.003, OM 18 8.002 tới 8.004, OM 4900 7.600 tới 7.008, nếp An Giang 7.001 tới 7.003, nếp Long An 7.003 tới 7.006. Tại Sóc Trăng, OM 380 giá 7.500 tới 7.007, đài thơm 8 8.000 tới 8.004, IR 504 7.007 tới 8.000 đồng, OM 4900 7.600 tới 8.000, OM 5451 8.000 tới 8.003, OM 18 8.000 tới 8.003, Tài Nguyên 7.500 tới 7.008, RVT 7.008 tới 8.001, VNR 20 7.200 tới 7.500, ST 21 8.000 tới 8.001, ST 24 25 8.200 tới 8.500, DS1 7.800 tới 8.003. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, đài thơm 8 8.200 tới 8.004, IR 504 7.600 tới 8.000 đồng, OM 4900 7.600 tới 8.000, OM 5451 giá 8.000 tới 8.002, OM 18 giá 8.001 tới 8.004, nàng hoa là 7.800 tới 7.009, RVT là 7.800 tới 8.001, ST 24 8.000 tới 8.001, ST 25 8.002 tới 8.004. Tại Long An và Tiền Giang, nếp Long An 7.003 tới 7.006, IR 504 7.800 tới 8.000 đồng, đài thơm 8 8.000 tới 8.004, OM 5451 giá 8.000 tới 8.002, OM 18 8.001 tới 8.004, ST 21 8.000 tới 8.001, ST 24 25 8.000 tới 8.500, nàng hoa là 7.800 tới 8.002, RVT là 7.800 tới 8.002. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, IR 504 7.800 tới 8.000 đồng, đài thơm 8 8.000 tới 8.004, OM 5451 giá 8.000 tới 8.002, OM 18 giá 8.000 tới 8.004. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.